Ê, xin chào, mình là Hưng Khúc. Bộ PC này quạt gió kêu to thật đấy, nhưng mà cấu hình khủng mà, i9 9900K, lại còn cả đồ họa của AMD RX 5700 XT nữa. Và mình vừa hack cái tốt xong bộ PC này. Mình có một cảm giác đó chính là mỗi khi mình hack cái tốt xong bất kỳ bộ PC nào thì bộ PC đó mức giá của nó tăng lên gấp đôi ấy. Và nếu như anh em muốn tăng giá gấp đôi bộ PC của mình thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em hack kỹ thuật nha. Nhưng mà trước khi đi vào hướng dẫn thì mình có một vài lưu ý muốn gửi đến các bạn. Lưu ý đầu tiên đó chính là sẽ có hai kiểu cài Hackintosh, đó chính là Clover Boot Loader và Open Core Boot Loader. Clover cũng rất là tốt, nhưng mà ở đây mình chọn Open Core Boot Loader bởi vì nó mới hơn, và Open Core được cho là giải pháp để có thể thay thế Clover. Bởi vì Clover được sinh ra để làm khá nhiều công việc, ví dụ như là chạy dual boot là chính này, nhưng mà Open Core được sinh ra chỉ để Hackintosh mà thôi. Vì vậy thì chuyên biệt hơn, nó cũng sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Dù Open Core mới chỉ là ở phiên bản beta thôi, nhưng mà cộng đồng có rất là nhiều những phản hồi tích cực về nó. Đó chính là lưu ý đầu tiên. Và lưu ý thứ hai trước khi chúng ta đi vào cài đặt, đó chính là sẽ có 3 kiểu người Hackintosh. Kiểu người đầu tiên đó chính là những anh em cảm thấy là không cần thiết phải hiểu bản chất của việc cài đặt làm gì cả, mà vẫn muốn Hackintosh lên bộ PC của mình, thì anh em hãy lên những group ở trên Facebook, có rất là nhiều group, anh em có thể thuê các bạn ở đấy cài cho mức giá cũng rất là phải chăng mà thôi. Và kiểu người thứ hai đó chính là những người cài Hackintosh như hacker. Ui dồi, anh em code, anh em fix code các thứ để có thể patch lại phần cứng sao cho nó chạy ngon nghẻ nhất. Tất nhiên là mình không phải kiểu đấy rồi. Đến với kiểu người thứ ba là kiểu của mình, đó chính là làm theo hướng dẫn và hiểu bản chất những cái hướng dẫn đó. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Hackintosh theo kiểu người thứ ba nhá. Với kiểu người thứ ba thì các bạn sẽ không cần phải code này code kia đâu, mà thay vào đó các bạn chỉ cần mài mông lên ghế vài tiếng là xong. Mình tin các bạn sẽ có thể Hackintosh thành công cho bộ PC của mình. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhá. Đầu tiên các bạn hãy chọn cho mình một phần cứng hợp lý một chút để đỡ mất thời gian và nó support cũng tốt hơn. Ở đây thì mình chọn main của MSI Z390 Gaming HAC, CPU Intel Core i9 9900K này, và cả đồ họa AMD RX 5700 XT. Còn case, quạt này, rồi tản nhiệt này, rồi nguồn, mình sử dụng luôn combo của Cooler Master cho nó an tâm. Về cách chọn phần cứng ra sao để được support tốt nhất thì mình sẽ để một cái đường link phía bên dưới nhá. Hôm sau thì mình sẽ mua một bộ ITX Hackintosh rất là nhỏ xinh và sẽ up lên Facebook để khoe với cả anh em. Anh em nào thích Hackintosh thì hãy add friend mình để chúng ta chém gió cho vui nhá. Ok, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào bước cài đặt. Để cài đặt dễ nhất thì anh em nên có một chiếc máy đang có sẵn macOS. Chúng ta sẽ cài đặt lên chiếc máy đang được chạy sẵn macOS đó. Bây giờ phải tìm một con iMac. Và đây chính là chiếc iMac của ThinkView. Đầu tiên thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một chiếc USB có dung lượng là 16GB boot. Các bạn sẽ cắm vào chiếc máy đang được chạy macOS của các bạn ấy. Rồi, chiếc USB của mình đang cắm vào chiếc iMac này. Nó có tên là My Volume ở đây. Bây giờ thì các bạn sẽ cần phải format lại chiếc USB theo định dạng của macOS bằng cách là vào phần Disk Unity. Rồi, các bạn chọn Show on Device, ở đây đang được chọn sẵn rồi, và đây chính là chiếc USB của mình. Các bạn chọn format theo định dạng của macOS giống như thế này. Rồi sau đó các bạn sẽ đặt tên chiếc USB là My Volume. Các bạn thích đặt tên như thế nào thì cũng được, ở đây thì mình sẽ đặt là My Volume. Và sau khi các bạn format theo dạng của macOS thì bây giờ chiếc USB của bạn sẽ có hai phân vùng, một phân vùng dữ liệu và một phân vùng EFI. Đây chính là phân vùng dữ liệu, còn phân vùng EFI thì các bạn sẽ không nhìn thấy được, nó sẽ ẩn đi. Và phân vùng EFI chính là nơi mà lát nữa các bạn sẽ boot những cái file Open Core vào. Ok, bước tiếp theo thì các bạn sẽ lên App Store để có thể tải bộ cài macOS Catalina mới nhất. Ở đây thì mình đã cài rồi và nó đang được có sẵn trong mục Application. Đây chính là bộ cài macOS Catalina. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào Terminal, nhập một dòng lệnh để có thể đưa cái bộ cài này vào trong chiếc USB. Dòng lệnh này thì các bạn lên trang chủ của Apple tìm thôi. Create USB Boot macOS. Đây, các bạn sẽ nhập cái dòng lệnh này vào này.
nhập password. Yes. Và bây giờ macOS Catalina đang bắt đầu quá trình cài vào chiếc USB của mình. Các bạn hãy cứ đi dần dần nhé. Hackintosh là không được vội đâu. Và ngay khi mình cài thì cái tên của USB từ My Volume nó đã đổi thành Install macOS Catalina. Và đây, bộ cài của mình đang bắt đầu được cài vào. Đang copy được hơn 0% một tí. Bây giờ thì mình nghĩ rằng công đoạn này các bạn nên đi ra ngoài tập thể dục thể thao một chút, bởi vì công đoạn này nó sẽ mất vào khoảng là 5 đến 10 phút đấy. Xong, macOS Catalina của mình đã nằm ở trong USB. Bây giờ thì các bạn sẽ cần phải mount cái file EFI ra. Đây chính là những cái phần mềm mà các bạn sẽ sử dụng xuyên suốt trong video ngày hôm nay. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần mềm mount EFI. Rồi chọn chuột phải, open. Để mount EFI thì các bạn sẽ chọn số 2 này. Macintosh. Ở đâu chọn số 1 chứ? Đây là file USB mà. 1 này. Password. Và đây, cậu bé nhỏ xinh của chúng ta đã xuất hiện. Ở trong ổ EFI này thì ban đầu nó sẽ chưa có bất kỳ một cái file gì cả. Các bạn sẽ thấy nó trống không. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu những điều thú vị nhất nha. Đó chính là setup file EFI này để có thể boot được macOS vào trong bộ PC siêu khủng kia. Tất cả những công đoạn tiếp theo thì mình sẽ làm theo hướng dẫn của cái trang web này. Tất cả những đường link, những phần mềm mà mình tải thì mình cũng đều lấy trên cái trang web này. Và link của trang web thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video. Thế nên các bạn cứ yên tâm. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải tải cho mình cái phần mềm OpenCore phiên bản 0.5.8, là phiên bản mới nhất được ra mắt vào ngày hôm nay. Các bạn sẽ mở nó lên. Các bạn copy cái file EFI của nó vào file EFI của USB. Trong file EFI này thì các bạn sẽ có hai thư mục là boot và OC. Các bạn sẽ chỉ cần quan tâm đến thư mục OC mà thôi. Thì các bạn sẽ có ACPI này. Thì đây chính là nơi các bạn sẽ nhét những cái file SSDT vào. Driver của OpenCore. Rồi Cake. Cake ở đây nó giống như là driver trên Windows đấy. Và lúc đầu thì cái file EFI này nó có rất là nhiều những cái dữ liệu mà chúng ta không cần sử dụng đến. Bây giờ thì các bạn cần phải chắt lọc lại cho mình. ACPI lúc đầu chưa có gì. Bootstrap không phải chỉnh sửa gì. Driver các bạn sẽ xóa gần hết đi cho mình và để lại mỗi Open Runtime. Xóa này. Cách chưa có gì, lát nữa chúng ta sẽ nhét cách vào này. Tool cũng xóa gần hết. Và chúng ta sẽ chỉ cần để lại mỗi Open Shell mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhét tất cả những file vào nhá. Đây, mình sẽ làm đúng những gì hướng dẫn ở đây. Chúng ta đang đến bước là thu thập file. Đến với mục driver thì các bạn sẽ cần hai file này. HFS plus.efi là file mà để cho bộ PC có thể đọc được phân vùng của macOS. Các bạn cũng cần tải về. Download. Ok. Có ở đây rồi. Các bạn cho vào đây. Đơn giản vậy thôi. Open runtime.efi, đây là nơi chứa một số những cái bản patch cho NVRAM và để giúp cho việc là điều khiển bộ nhớ nó được tốt hơn. Đó, trang web này nó giải thích bản chất lý do vì sao rất là đơn giản và dễ hiểu. Vì vậy thì từ bây giờ mình sẽ không đi sâu vào quá nhiều từng thứ một như thế này nữa, mà mình sẽ chỉ dừng lại ở những cái lưu ý rất là quan trọng mà thôi. Đây, giải thích vô cùng là cặn kẽ, các bạn cứ follow. Và mình cũng follow, làm giống y hệt như này thôi. Và những chiếc PC của mình chạy hoàn toàn vô tư. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu nhá. Đến cách này. Tất cả những cái file cache ở đây này, ví dụ như là Virtual SMC này, Liliu này, rồi Whatever Green này, tất cả những cái file cache đó thì mình đã tải dưới một thư mục ở đây rồi. Đây, mình đang có sẵn ở đây rồi. Các bạn chỉ cần lên mạng tải về xuống là xong. Mình sẽ copy vào đây cho nó nhanh nhá. Đấy. Ở đây thì mình sẽ giải thích qua, ví dụ như là Apple ALC là để cho audio này, Intel Mozi là để cho Ethernet này, Liliu, Whatever Green và Virtual SMC
là ba file này nó sẽ đi kèm với nhau. Nó chứa một số những bản patch để đánh lừa những bộ PC của bạn là nó đang chạy trên những phần cứng macOS thật. Đơn giản vậy thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến thư mục ACPI. Đây là nơi nó sẽ chứa những file SSDT. Bây giờ thì mình sẽ chọn phần Coffee Lake. Rồi, đây, tất cả những phần mà bạn cần tải. Ở đây thì nó giải thích rất là đầy đủ lý do vì sao mà các bạn cần phải tải chúng, làm sao để nó tương thích với cả phần cứng của bạn nhất. Mình sẽ tải SSDT plug, chọn draw. Mình sẽ copy cái code này vào. Bây giờ mình sẽ cần phải mở phần mềm. Đây, Maxi ASL, open nó lên. Các bạn command N, command V để copy. Sau đó thì nó sẽ hiện tất cả những file. Các bạn command S để save. Và các bạn sẽ cần phải đặt tên nó giống hệt như thế này. Đây, SSDT plug. Cái file này lúc đầu thì nó có file là ASL. Bây giờ các bạn sẽ cần phải chuyển thành ACPI, ngôn ngữ ACPI. Chọn nơi cài đặt là desktop nhé. Đó, và bây giờ chúng ta đã có một file SSDT gạch ngang plug. Tất cả những phần sau này thì các bạn cũng làm tương tự như vậy thôi. Command N tiếp, chọn draw. Rồi xong. Tất cả những file SDT này thì nó đang nằm hết ở trên desktop. Các bạn copy nó. Command C này, chọn EFI này, OC này, ACPI này. Copy hết vào đây. Rồi, bây giờ là các bạn đã có rất là đầy đủ các file để có thể bắt đầu tiến hành boot được rồi. Nhưng mà có một điều đó chính là các file này thì nó sẽ chưa tương thích với cả phần cứng của các bạn. Vì vậy thì các bạn cần phải hiểu phần cứng của mình. Và bước tiếp theo đây, chúng ta sẽ tinh chỉnh lại các file này để làm sao nó phù hợp với phần cứng của các bạn nhất nhá. Và để tinh chỉnh những file này thì bây giờ các bạn sẽ cần phải có một phần mềm, đó chính là phần mềm Property ở đây. Đó, các bạn mở property lên, vào phần này open lên. Đây, đây chính là cái phần mềm của chúng ta. Cái phần mềm này thì nó có tác dụng đó chính là nó sẽ đọc tất cả những cái file nào mà nó đang có mặt ở đây. Các bạn sẽ chọn command shift R. Đó, các bạn sẽ tìm đến thư mục EFI này, chọn EFI, chọn OC và chọn đến file config. Ồ, lúc nãy mình quên chưa copy file config rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi ra ngoài và copy file config vào thôi. Các bạn mở cái file open core mà lúc nãy các bạn tải lên này. Trong phần doc này nó có file sample.please. Các bạn copy nó vào phân vùng EFI của USB này, OC này. Thả nó vào đây này. Rename nó đi này thành config.please. Rồi, bây giờ mở lại cái property. Command O, EFI, OC, mở file config.please này lên này. Chọn command shift R, chọn choose. Đây, nó sẽ load tất cả những file trong thư mục EFI của bạn vào đây. Nó sẽ load tất cả những file này vào cái property này. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần làm theo giống hệt tất cả những bước ở đây là xong. Nó rất là đơn giản. Phần root này không cần đến. Xóa. Đến phần mục booter này thì nó sẽ có những cái phần giải thích ở đây là vì sao các bạn cần phải chọn thế. Làm theo nhá. Ở đây yes thì nó sẽ tương ứng với cả true. Devirtualize emio. False chúng ta sẽ sửa thành true. Hoan hô tất cả anh em nào đã xem đến giây phút này. Và nếu như các bạn đã xem đến giây phút này thì mình tin các bạn sẽ có thể dễ dàng thực hiện được những bước còn lại, bởi vì nó sẽ tương tự nhau mà thôi.
Nhưng mà để cho quá trình còn lại của các bạn được mượt mà và trơn tru nhất thì mình sẽ có một vài những cái lưu ý nho nhỏ. Lưu ý đầu tiên đó chính là phần NVRAM. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần NVRAM. Ở đây thì sẽ có một vài những chú ý, ví dụ như là phần UI Scale này thì các bạn sẽ chọn 01 ở đây này. Background chọn 0 thì nó sẽ hiện ra background màu đen ở phần verbose. Rồi đến phần boot ARG. Ở đây thì sẽ có một số những đoạn mã, các bạn thích đoạn mã nào thì các bạn cho vào, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Ví dụ như là trừ V thì nó sẽ hiện ra một cái đoạn verbose có rất là nhiều những cái đoạn mã. Lúc các bạn boot, nhìn cái đoạn mã đấy trông cứ như là hacker. Rồi đến cái đoạn debug bằng 0 x 100 thì nó sẽ ngăn chặn macOS reboot khi gặp lỗi. Đây là một thứ mà chúng ta cũng sẽ phải cần sử dụng đến. Các bạn copy vào đây, vào phần boot gạch ngang args này. Keep sim bằng 1 nó sẽ phối hợp cùng với cả debug bằng 0.100 này để nó sẽ in ra những cái ký tự ở những cái đoạn lỗi của bạn. Đoạn này cũng sẽ cần sửa layout cho audio này. Rồi, đến những đoạn mã đặc biệt cho GPU thì ở đây mình đang sử dụng cả đồ họa, đó chính là RX 5000, thì mình sẽ cần phải sử dụng cái đoạn mã này. Đang sử dụng con RX 5700XT mà. Đó, thế bảo là các bạn cần phải hiểu phần cứng của mình để có thể tinh chỉnh cái file property này làm sao cho nó phù hợp với cả cái phần cứng đó nhất, chứ không phải là nó là file mẫu áp vào là chạy được ngay đâu nhá. Rồi, ở đây là một số những đoạn mã dành cho web driver của cả đồ họa Nvidia. Mình sử dụng cả đồ họa của AMD cho nó chắc cú. Tiếp theo đến cái phần CSR Active Config này, thì ở đây thì mình sẽ disable cái ship này đi để cho bạn có thể cài được một số những cái phần mềm lậu ấy. Đây là phần ngôn ngữ này, Breathlang. Các bạn cần phải chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh. Đấy, chứ phần mặc định thì nó sẽ là ngôn ngữ Nga đấy nhá. Chứ là mình nghĩ là các bạn sẽ không muốn đọc tiếng Nga đâu. Thế nên chuyển sang cái đoạn mã này nhá. Ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến phần Platform Info. Đây là một trong những phần cực kỳ quan trọng bởi vì nó sẽ định danh chiếc PC mà các bạn chuẩn bị Hackintosh. Nó sẽ đặt tên cho dàn PC đó là iMac số bao nhiêu hay là MacBook số bao nhiêu này. Rồi nó sẽ app serial number các thứ. Và đến bây giờ thì các bạn sẽ cần phải sử dụng phần mềm Gen SM BIOS. Các bạn mở nó lên này, chọn Open. Rồi, ở đây, ở đây các bạn sẽ cần phải chọn số 3 để generate SM BIOS lên. Rồi, bây giờ thì các bạn cần phải đổi tên mình đang Hackintosh cho dàn PC kia, thì nó là iMac 27 inch, iMac 19.1. Thì nó sẽ hiện ra cái đoạn serial number ở đây và board serial. Bây giờ nhiệm vụ của bạn, một là các bạn có thể copy trực tiếp luôn vào những cái phần này. Hai là nếu như bạn muốn kỹ thì các bạn hãy lên trang chủ của Apple, đây Apple Check Coverage, để xem là cái serial number đó đã có máy nào sử dụng hay chưa này. R8KTA Continue. Sorry, có nghĩa là mã serial number này nó chưa được ai sử dụng. Thế nên các bạn có thể hoàn toàn thoải mái copy vào dàn Hackintosh của các bạn và sau đó nhập iCloud sử dụng như bình thường. iMac 19.1 rồi này, serial number này, copy cái này vào này. Ok. Board serial này, copy vào phần MLB. Phần này, copy nốt vào đây. Xong. Thế thôi. Và đó chính là tất cả những lưu ý quan trọng nhất xuyên suốt quá trình cài đặt OpenCore. Và để cho bạn đỡ mất thời gian thì mình sẽ để cái file config của mình ở đây nhá. Những bạn nào có những phần cứng tương tự với mình thì có thể thử làm theo để xem nó chạy có ngon hay không nhá. Sau khi tất cả đã xong, bạn xếp nó vào nhá. Command S. Rồi.
Như vậy là bây giờ chúng ta đã có một chiếc USB để có thể boot. Bây giờ thì mình sẽ rút cái USB này ra. Đây chính là bảo bối của mình. Và bây giờ chúng ta hãy đi tìm cái dàn PC kia để Hackintosh nha. Đây chính là bộ cây của chúng ta. Còn đây là bảo bối của mình. Mình sẽ cắm nó vào bộ cây này và boot như bình thường, như các bạn boot Win bình thường thôi. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thử vận may nhá. Không biết là nó có lỗi gì hay không. Mất bao nhiêu công từ nãy giờ rồi. Cắm vào. Bật lên. Ok. Lên. F11. Vào BIOS nào. F11 lên. Rồi. Đáng nhẽ là ban đầu thì các bạn sẽ cần phải chỉnh một vài những bước ở trong phần BIOS. Nhưng mà ở đây mình sẽ để cho các bạn một cái hình ảnh để cho các bạn có thể chỉnh BIOS giống y hệt như này. Và mình đã chỉnh xong rồi. Chúng ta hãy cùng bỏ qua tất cả những bước đấy nhá. Và bây giờ cái điều quan trọng mà mình muốn tìm hiểu ngay bây giờ đó chính là chiếc USB này của mình nó có Hackintosh được cho dàn PC này hay không? Nó có chạy full được phần cứng bên trong hay không? Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhá. Để cho các bạn chắc cú thì bây giờ chúng ta hãy cùng reset NVRAM, có nghĩa là chúng ta reset tất cả những gì mà dàn PC này nó nhớ dữ liệu trước đó. Reset NVRAM nhá. Và chúng ta cùng khởi động lại dàn PC này như một bộ máy mới toanh. Đây nào, F11. Chọn SanDisk USB. Boot. Chọn số 3 Hackintosh. Lên. Chuẩn bị có một dòng code nhìn như hacker. Đây, các bạn nhìn thấy mình giống hacker không? Xôi, nhìn như phim hành động ấy nhỉ. Lấy ạ. Hồi hộp. Đây chỉ là cảm giác rất là hồi hộp của những ai Hackintosh. Lên rồi. Đấy, các bạn thấy không? Tổng thời gian load của mình cực kỳ nhanh, nó nhanh hơn rất là nhiều so với Clover. Nó giống y hệt như một chiếc máy Mac thật luôn. Đây. Trời ơi. Và sau khi tất cả những cái phần cứng đó đã lên rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng check xem là cái dàn PC này nó có nhận hết phần cứng hay không nhá. Háo hức. Và để có thể check thì các bạn, bây giờ các bạn sẽ vào sử dụng phần mềm Hacking Tool. Đây này, ở đây thì nó sẽ show tất cả những phần cứng mà bạn cần lưu ý này. CPU Core i9 99K đã nhận. Core Flex. Ngon thế nhở. iMac Retina 5K 27 inch 2019. Thực ra là fake thôi, nhưng mà dùng vẫn xịn lắm. Cần họa Navi 10 5700XT đã nhận. Ở đây thì các bạn sẽ cần phải chú ý này. Quad Extreme. Yes, có nghĩa là chiếc cần họa này nó đã chạy được full speed rồi. Meta. Cái Meta này chính là API của Apple. Cũng đã nhận. Như vậy là tất cả những thành phần chủ chốt của chúng ta như là CPU này, cần đồ họa này, hay là RAM, mọi thứ nó đã đều nhận rất là đầy đủ rồi. Chỉ có một điều đó chính là cả Wi-Fi ở đây thì lại đang sử dụng Wi-Fi của Intel, thế nên nó không chạy được. Vì vậy thì nếu như các bạn muốn sử dụng Wi-Fi thì các bạn sẽ phải mua cả Wi-Fi của Broadcom. Chứ còn OpenCore này nó vẫn chưa dạy mình cách để mà patch những cái cả Wi-Fi của những hãng khác. Nhưng mà sử dụng mạng LAN vẫn sử dụng bình thường. Đây các bạn xem này, mạng LAN của mình vẫn chạy này. Đó, vẫn chạy như bình thường. Rồi, xong. Đến với bước cuối cùng, sau khi đã nhận hết tất cả những phần cứng bên trong rồi thì các bạn đừng vội sung sướng quá nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bên trong file USB này nó vẫn chứa tất cả những file mà các bạn làm việc lúc nãy. Và nhiệm vụ cuối cùng cực kỳ quan trọng của các bạn đó chính là các bạn sẽ phải copy tất cả những file EFI bên trong cái USB này ra và copy vào cái file EFI của chiếc SD bên trong dàn PC này. Và để mount EFI ra thì bây giờ mình có thể sử dụng phần mềm Hacking Tool này. Bật Hacking Tool lên này nhá. Các bạn vào phần this ở đây. Các bạn chọn mount nó ra này. Nhập pass cho nó này. Mount tiếp EFI của USB ra này. Rồi. Đây chính là EFI của USB này.
các bạn copy tất cả những cái file EFI mà các bạn dày công làm từ nãy giờ, có mang ship C. Đây chính là file EFI của bộ nhớ RAM PC này. Xóa tất cả những cái gì đang có mặt ở đây đi. Move to trash. Có mang về, copy vào. Và bây giờ mình rút cái USB này ra. Boom. Và đây, bộ máy Hackintosh của mình. Ok, như vậy là chúng ta đã vừa trải qua rất là nhiều những công đoạn tìm tòi, học hỏi rất là nhiều những cái kiến thức mà chúng ta chưa từng biết trước đây, học hỏi từ những cái định nghĩa cơ bản này, học hỏi từ những cái rất là căn bản của một chiếc máy tính để có thể cài được Hackintosh. Và mình hy vọng rằng qua video này thì mình sẽ giúp cho các bạn không cần phải là một người hacker, không cần phải biết coder gì cả, nhưng mà các bạn cũng có thể cài được Hackintosh. Phải nói chính xác hơn là Hackintosh chứ. Hackintosh là quá trình cài macOS và dàn PC mà. Và hy vọng rằng qua video này thì các bạn sẽ Hackintosh thành công cho dàn PC của mình. Mình biết rằng nếu như các bạn có làm giống y hệt hướng dẫn của mình trong video ngày hôm nay thì nhiều khả năng cao là dàn PC của bạn cũng sẽ gặp lỗi, chứ không thể may mắn được như mình. Và nếu như bạn gặp lỗi thì hãy vào cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video để học hỏi thêm những cái kiến thức nó hơi chuyên sâu một chút nhá. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức rất là cơ bản để cho các bạn có thể cài thành công macOS vào dàn PC của mình trước đã. Và sau khi các bạn đã cài thành công rồi thì lúc đó các bạn sẽ có thêm động lực để học hỏi những cái thứ nó chuyên sâu hơn và vọc vạnh nhiều thứ nó sâu, nó hay ho hơn, đúng không? Và hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy video này thực sự hữu ích. Còn nếu như bạn thấy video này hay thì đừng quên share cũng như là subscribe channel để tiếp tục theo dõi rất nhiều những video hấp dẫn hơn trong tương lai nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.